xã vùng biển Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu. Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn tất. Xã Tiến Thủy có hơn 1.700 người trực tiếp lao động trên biển. Thời gian ở nhà ít nên ngay sau khi đánh bắt hải sản từ biển trở về, các ngư dân đã tập trung đông kín tại các điểm thôn, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã để tìm hiểu lịch sử, quá trình công tác của các ứng cử viên. Bên cạnh đó, ngư dân vùng biển cũng rất kỳ vọng vào đợt bầu cử này. Ngày bầu cử, tôi và cùng anh em ngư dân bám biển dài ngày trên biển nhưng vẫn được tổ chức sắp xếp để có một cái khí thế náo nức để bầu ra những cái người có tài có đức để xây dựng đất nước, xây dựng lãnh đạo quê hương, làm giàu cho đất nước. Trong những ngày này, đến với huyện biên giới Kỳ Sơn, đâu đâu cũng thấy một không khí rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội lớn của đất nước. Đó là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Từ trung tâm huyện cho đến các vùng sâu, vùng xa, không kể người già là con gái hay con trai, mọi người đang cùng nhau tìm hiểu luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp với mong muốn để lựa chọn người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Mong muốn của dân là ai lên được cả. Ai lên làm việc phải làm cho tốt, trung với đảng, hiểu về dân. Vì dân, vì nước, dân bầu xa cử, đưa mình lên là mình phải có trách nhiệm. Xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc có 53% dân số theo đạo Công giáo, sinh hoạt tại giáo họ Ngọc Thành và giáo xứ Trung Hậu. Từ nhiều ngày nay, với sự chuẩn bị tích cực, khẩn trương của toàn bộ hệ thống chính trị, đồng bào giáo dân nơi đây đã hiểu rõ về luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, vai trò ý nghĩa của việc lựa chọn những người đủ đức, đủ tài vào các cơ quan quyền lực nhà nước. Ban bầu cử các xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức để tinh thần ngày bầu cử đến với các đoàn viên, hội viên. Có các nghiên cứu các ủy viên ứng cử bỏ phiếu ở đây thì chúng tôi là tín tưởng để hội đồng các cấp đó thì chúng tôi sẽ tín tưởng và sẽ cầm bỏ phiếu bỏ. Ngày hôm nay tháng 5 đây chúng tôi sẽ cùng đi bỏ phiếu và tôi đã đi bỏ phiếu đầu tiên. Với sự chuẩn bị chu đáo của cả hệ thống chính trị cùng với sự hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân, chắc chắn rằng mọi mong muốn cũng như sự lựa chọn sáng suốt của cử tri, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.